Xin chào tất cả các bạn vào buổi chiều ha. Chiều hôm nay thì mình không có đi bẫy bìm bịp nữa nha các bạn. Hôm nay mình đi bẫy chuột nha các bạn. Tại hổm gà bẫy bìm bịp thì cũng gặp khó khăn quá các bạn ơi. Do quê mình hổm gà ống mưa nắng hoài các bạn. Bữa nay trời ống nắng lại cũng im nữa các bạn. Chứ hổm gà nhiều khi ống mưa ống nắng hoài mình không có đi bẫy bìm bịp được các bạn. Chứ do cỡ này đồng nghiệp mình ở đây quá quằn rồi các bạn ơi. Nói chung bẫy bìm bịp cỡ này là mấy đồng nghiệp mình bẫy nhiều lắm, đi tới đi lui quá đó các bạn. Rồi hạn chế điểm bẫy nên mình cũng không có điểm, chưa có điểm mới. Giờ thì thôi mình đi bẫy chuột nha các bạn. Quê mình thì dạo này vì dịch bệnh cũng không có đi xa được các bạn ơi, chỉ lòng vòng khu vực nhà chừng 5-10 cây số đổ lại thôi nha các bạn. Thì bữa nay mình cũng bẫy chuột ở khu vực nhà nữa các bạn ơi. Ở đây là như trại của mình nè các bạn, trại đấy mình ngủ giữ gà ở đây nè các bạn. Còn ở sau này là miếng đất nhà mình nha các bạn. Thì bữa nay mình cũng có chiến ở sau này số nữa nè các bạn. Đây. Đó, ngoài mấy cái bờ xài đó nha các bạn. Nãy giờ thì mình cũng bẫy được mười mấy cái các bạn ơi. Bữa nay mình cũng bẫy 25 cái tiếp tục nữa nha các bạn. Mình bẫy nãy giờ cũng 15 cái rồi. Còn 10 cái nữa mà mình chưa có điểm bẫy, giờ mình ra mé lộ bẫy các bạn ơi. Đây. Thì mình chuẩn bị đem ra cặp mé lộ bẫy theo mé đường luôn đó các bạn. Thì mình bẫy chuột cũng mồi mít nữa nha các bạn. Mình ở đây thì có chi dùng nấy các bạn ơi, không có tốn tiền. Tại vì ba cái mít này hiện giờ ở quê mình nó rẻ, người ta không có mua. Ba trái úng đồ các bạn, hư rồi người ta chút đỉnh đồ đó các bạn, nó chơi không có mua nha các bạn. Có 2-3 ngàn ký gì, 1-2 ngàn ký gì các bạn ơi. Rồi mình thấy vậy mình lấy trái đi vô mình làm mồi bẫy chuột luôn nha các bạn. Mà mồi này cũng hiệu quả lắm các bạn. Cử bữa hả mấy ngày trước mình có đăng một clip bẫy chuột đó các bạn. Bữa đó mình nói 5 ký chứ bữa đó các bạn biết nhiêu, 6 ký rưỡi. Mình bẫy có 25 cái đó mà bữa đó dính 6 ký mấy đó. Bữa đó mình đón 5 ký mà căng công nhận nặng các bạn ơi. Chạy chuột mùa này nó mập đó các bạn, nên nó nặng hơn mấy mùa kia. Cỡ này có mưa rồi nè nên chuột nó mập. Rồi bây giờ mình cũng không nói lòng vòng nữa, mình sẽ đi bẫy số 7 này nghe các bạn. Và tối đêm nay cỡ khoảng 8 giờ 9 giờ hoặc 7 giờ gì đó mình rảnh giờ nào mình sẽ đi thăm gì đó, mình cũng mời các bạn theo chân mình trải nghiệm thăm những chiếc bẫy mình bẫy chuột thử coi nó có hiệu quả không nghe các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn tối nay. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi tối nha. Giờ này nó cũng là 8 giờ mấy nha các bạn. 8 giờ 10 phút rồi các bạn ơi. Mình cũng lên đường đi thăm những chiếc bẫy chuột mình bẫy buổi chiều đó nghe các bạn. Cái này là mình đang thăm mấy cái bẫy buổi chiều mình bẫy ngoài bờ gần nhà mình đó các bạn, mà bẫy không hết rồi mình có ra mé lộ mình bẫy một số nha các bạn. Giờ này mình đi thăm ở cặp mé lộ trước rồi một hơi mình mới quay ra ngoài bờ mình thăm nha các bạn. Bữa nay cũng đặt gần nhà mình các bạn ơi, mình lội bộ đi nha các bạn. Chiều thì mình nặng lợp thì mình chở xe, còn giờ ít không có lợp mình lội nha các bạn. Mình lội theo mấy lộ thăm từ từ nha các bạn. Thì hành trang của mình đây các bạn ơi, một cái gậm nha các bạn, với có thuốc mình hút. Dưới đây là cái số mít, mít với ốc với phai mì nha các bạn. Mồi này là để dành cho mấy em tí mình ăn đây nha các bạn. Hy vọng nó sẽ chịu mồi này nha các bạn. Nó mà ăn thì mình mới bắt được nó nha các bạn. Đây cặp bao tay để dành có cống nhum đựng mình xử lý nha các bạn. Dưới đây là túi có cống nhum mình sẽ bỏ vô đây, chứ bỏ chung chuột cơm nó cắn sẽ chết nha các bạn. Rồi giờ mình cũng tới điểm nha các bạn, để mình xuống mình thăm cái đầu tiên thử rồi các bạn ơi. Còn mở hàng có giống bữa hổm, mà bữa hổm mới cái đầu tiên mình làm con cống nhum là thấy sướng nha các bạn. Đây tạo lá chuối mình làm dấu đây nha các bạn. Bạn đi mình quay nó có sơ sức gì các bạn xem cũng thông cảm gì mình ha. Mình đi có mình đó các bạn, có hàng các bạn ơi, mới cái đầu tiên thấy có hàng à. Mình ơi mình bẫy mồi nên nó dính cũng nhạy lắm nha các bạn. Ôi ôi chuột chà bá các bạn ơi, hít biết chuột cơm rồi. Để mình đem lên trên nha các bạn, chứ ở đây các bạn khó xem đó. Mình bẫy này bẫy mồi mình bẫy trong lùm được không nha các bạn, chứ mình không có bẫy đường ngon. Có mấy đồng nghiệp mình bẫy đường mòn hay quá các bạn ơi, bẫy đường mòn sao hay, mình bẫy đường mòn bẫy dính yếu xìu nha các bạn. Ví dụ bẫy mòn mà mình đặt hàng chục cái vỗ lắm dính 2-3 con là hết mức đó các bạn. Còn mình bẫy mồi này ha, mình nói thiệt các bạn, nhiều khi là mình bẫy có khi là chục cái là nó dính 6-7 con, 7-8 con là bình thường nha các bạn. Giống như cử gồi mấy clip trước mình có đăng clip bẫy chuột đó các bạn, bữa đó mình về mình tổng kết mình đón có 5 ký, mình đón khoảng 5 ký thôi, chứ tới hồi mình căng cho bạn hàng các bạn 6 kg mấy các bạn. Chuột mùa này nó mập nó nặng thiệt các bạn. Đây các bạn thấy con nào mấy bự vậy nè, bởi vì mau vô ký lắm nha các bạn. Rồi để tránh mất thời gian của các bạn mình sẽ chút vô, và cái nào dính mình mới quay nha các bạn, cái nào mình không dính mình cũng sẽ không quay. Tại bẫy chuột thì mình bẫy nhiều cái nha các bạn, bẫy tới 2 mấy cái rồi. Rồi bây giờ mình xử lý nó rồi mình đi về, tới hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi.
vô khu bờ này mình đặt 4-5 cái gì nè, nghe ba các bạn, 4-5 cái, 5-6 cái gì mình cũng không nhớ các bạn, nhưng mà trong bờ này mình đặt hơi nhiều nhiều đó. Bờ này thì nó chỉ được khúc nha các bạn. Cái thứ hai coi sau đây. Cái đầu tiên là im rồi đó nha các bạn. U, cái thứ hai lụm hẹo nữa các bạn ơi. Cái bờ này nhỏ quá nha các bạn. Để mình xử lý nè. Đây, các bạn thấy chuột cơm, hết biết chuột cơm không? Công nhận cái chỗ này chuột cơm bự thiệt các bạn. Quê mình hóm gà mình đặt chuột cơm còn canh canh không nha các bạn. Quá khứng chuột cơm rồi. Vì là mồi này là hiệu quả lắm các bạn ơi. Thấy không? Bạn thấy chuột cơm con nào cũng nấy giấy à. Chà bá các bạn. Này con đó cũng bự nữa các bạn thấy không? Chuột con nào cũng nấy bự gì không các bạn. Bể mau vô ký đó các bạn. Chuột này 4-5 con ký nè các bạn ơi. Cạnh cạnh không à. Bữa hổm mình đoán sai đó. Bữa hổm mình tính đầu con mình đoán khoảng 5 ký mà căng ra 6 ký rưỡi. Hơn cái 1 ký mấy nữa các bạn. Tại mùa này chuột quê mình á, có mưa xuống đó các bạn, nó ăn cỏ non đó, cái nó mập nha các bạn. Rồi giờ mình cũng ngưng cái các bạn ơi. Rồi một hơi có dính mình quay tiếp. Để cái clip nó dài quá các bạn xem sẽ hơi nhàm chán nha các bạn. Đây cái rẫy này mình đặt xong rồi mình xử lý lại luôn nha các bạn. Mà mình quên bên đây còn cái nữa các bạn. Bên đây dính nữa nè các bạn. Nãy mình qua đây mình nhìn thấy dính nữa nè các bạn. Cũng chuột bự lắm nha các bạn. Mà ngay chăng đây hơi khó lấy, để mình lấy lên cái mình quay các bạn xem nha. Các bạn cảm nhận nha. Trời ơi tôi cái dưới các bạn ơi. Hì hì dưới. Mình đặt ngay chăng thấy giật thẳm. Bạn xem không cảm gì mình nha. Ở trong bụi sậy nữa. Rồi nó cũng bự chà bá này các bạn ơi. Té luôn rồi. Thầy. Ôi ơi ba cái ba con chuột giấy xứng đáng các bạn ơi. Nè. Mới chút vô con này mình đặt đây hai cái mình quên nãy mình quay bên đây có con cái các bạn. Xong xoay qua đây dính nữa. Hai ba cái dính ba con nữa các bạn, mà ba con nào cũng lấy các bạn thấy nè. Con này còn nhỏ hơn hai con trong chuồng nữa, hai con chuồng dữ. Rồi, mình cũng ngưng tiếp tục các bạn ơi. Để mình đổ nó vô, tại con mình không có quay cảnh đổ vô được nha các bạn. Mong các bạn thông cảm giùm mình. Đây còn có cái nữa nha các bạn. Nãy cũng mới xảy con chuột cống quá tức các bạn ơi. Nó vô cái bẫy mình rồi nó làm gặt cái gọng luôn, lật cái bẫy luôn các bạn. Nó làm gãy cái cây mình luôn đó, cái cây mình cắm lâu ngày đó các bạn. Cái nó, mình để mình xài năm ngoái hôm nay đó. Nó làm gãy uổng hết sức các bạn. Mới được có ba con các bạn ơi. Cũng 7-8 cái gì cả chục cái nữa các bạn ơi, mới ba con thôi. Đây còn cái nữa nha các bạn. Trời ơi con cống nhum. Nè, các bạn thấy nè, bởi vì mình thông thường là các bạn thấy mình bẫy là mình cắm cái cây lại để chịu cái bẫy lại, mình sợ nó lật nha các bạn. Lật rồi cái phen nó chạy lên là nó ra liền nha các bạn. Hồi nãy nó gãy luôn các bạn. Hồi nãy gãy tiếc quá mình la làng cái thằng em nó thấy trong nhà nó nghe cái nó đi ra nó đi theo mình chơi luôn kìa các bạn. Tại mình đặt cặp lỗ đó các bạn. Hồi nãy tiếc lắm các bạn ơi, xảy còn cống nhum. Nó lật cây, các bạn nghĩ nó cắn gãy cái cây này ha, nó làm gãy cái cây này xong lật cái bẫy mình luôn, nó đi ra luôn. Quá cỡ rồi, con rơm này bít lọp các bạn ơi. Lọp mình lọp bự mà bít lọp luôn nè. Quá khứ rồi. Quá khứ rồi các bạn ơi. Chuyển sướng nha các bạn. Còn con nhum này bằng 3 chuột rồi đó các bạn, bằng 3 chuột cơm đó. Mình quê mình đây con nhum này với chuột cơm mình bán được con giá một nha các bạn. Thì nó nào ngay đợt rồi thì mình điếm cũng được mấy trăm ngàn đó bạn, mình căng được mấy trăm ngàn đó là một ký cử gọi mình mấy ngày trước á. Mình có quay cái clip chuột đó, bữa đó nó được 36 ký rưỡi nha các bạn. Bữa đó mình bán cũng được mấy trăm đó. Thì ký là 60 ngàn các bạn ơi, quê mình đó nha các bạn. Bây giờ chỉ còn có chuột này với 7 bình biệp là kiếm sống mưu sinh đỡ thôi các bạn ơi, chứ mấy thứ khác hiện giờ quê mình bán được nha các bạn. Thì mình ở đồng quê thì lúc nào mình săn bắt được con gì á, thì mình cũng sẽ quay lên để chia sẻ tới các bạn nha. Thì các bạn có xem cũng nhớ ủng hộ mình nha. Chứ bây giờ hiện giờ thì quê mình chỉ còn có mấy thứ này là mình mua săn bắt để kiếm sống được thôi các bạn ơi. Còn mấy thứ khác thì thua các bạn ơi. Năm nay vì tình hình dịch bệnh á, mua bán gặp cái gì cũng khó khăn quá nha các bạn. Quá đã các bạn ơi. Ôi ôi con cống nhum nó mướt rượt luôn các bạn ơi. Nó sướng gì đâu á. Mấy con này mới đã nghe các bạn. Rồi giờ các bạn cũng cho mình tạm ngưng đây ha, mình xử lý con chuột này rồi mình đi dài tới một hơi có dính mình quay tiếp nha các bạn. Rồi đây mình cũng có một cái nha các bạn, tại mình để làm dấu tàu lá chuối nha các bạn. Dính cống nhùm nữa cái mình thấy sướng sướng các bạn. Rồi dính nữa các bạn ơi, cơm nữa các bạn ơi, cơm cũng bự nữa các bạn ơi. Khu này chuột cơm bự bự không các bạn, tại lâu rồi mình không đặt nha các bạn. Cỡ này nó nằm ngay cũng chưa tới mùa các bạn ơi. Có 7 chuột thì mình cũng bẫy được, chắc quay được vài clip thôi chứ cũng quay hoài không được các bạn. Tại các bạn biết sao, do quê mình nó ít bữa người ta xả đồng, cái người ta thuốc á, cái mình thông thường mình ít có ấy lắm mà. Thuốc rồi mình ít có đặt lắm. Tại giờ quê mình á, người dân á, thuốc cái loại thuốc gì mà chuột nó không có chết liền.
bởi vì mình cũng sợ ăn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân nên mình cũng không có bẫy nha các bạn. Bây giờ lúa người ta đang gặt trên đồng thì mình bẫy được, còn tới lúa xạ xuống người ta thuốc là mình nghỉ bẫy nha các bạn, mình chuyển qua bẫy thứ khác. Thì nói chung quê mình ở đây thì cái con gì mình nhắm bắt được để kiếm tiền mưu sinh được thì mình bắt, còn cái nào mình thấy không được là mình không bắt các bạn ơi. Có đường ra thì mình bắt, còn không có đường ra là mình cũng không bắt. Rồi con này nó mới được 4 cơm nha các bạn, 4 cơm nhưng con cống các bạn ơi. Con cống thì mình xử lý nó, mình bỏ trong túi nha các bạn. Cống này nặng nha các bạn, cống này từ nửa ký lên nha các bạn. Cống nó chắc có 600-700 gram à. Nãy xảy con kia nữa cũng thiệt, không nhận bẫy mình vậy đó bạn, cắm cây vậy đó mà nó làm lật bẫy sức như cái bẫy thường thường. Có cái phen như nè bạn, có phen này nè, nó ngầm xuống vậy nha, cái phen mà chạy lên cái là nó sảy nha bạn. Phen này nè bạn, phen này mà chạy lên là đầu là sảy đó, nghiêng nghiêng như nè, nó làm lật lại luôn, gãy cây lật lại luôn. Chuột này cũng bự nha bạn. Rồi mình ngưng gần hơi đi, về tới có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Rồi đây mình cũng có một cái nữa nha bạn, mình lấy cái lá sen mình làm dấu nè bạn, để lá sen mình làm dấu. Thôi dính nữa các bạn ơi. Dạ, chụp cơm nha các bạn. Đây. Chụp cơm. Chà bá nha các bạn. Khu này chụp bự bự không các bạn ơi. Cái này nữa là hết khu này nha các bạn, mình trở về khu nhà mình, mà khu nhà mình chắc không tin tưởng không nha các bạn. Tại khu nhà mình mấy bữa trước mình có bẫy mình quay clip rồi đó các bạn. Rồi nó sẽ dính ít hơn và nó nhát hơn các bạn. Còn mấy cái khu nào chưa có ai bẫy á, chưa bẫy thì nó sẽ dính nhiều. Mà cũng không biết trước các bạn ơi, cũng hy vọng thôi nó sẽ dính các bạn, để mình có thu nhập các bạn ơi. Nói chung tới đây vậy là cũng ngon ngon rồi các bạn ơi, tại mình bẫy có 25 cái bẫy nè, cử này vậy là cử sáng mình cũng kiếm vớt giác được mớ nữa đó các bạn. 40 cơm con này nó được 5 con nữa bạn. 5 cơm con cống 6 con, 6 con này chắc ký mấy rồi đó các bạn ơi. Chuột bự bự cạnh cạnh không nè, nè bạn thấy không? Con nào nấy chà bá. Cạnh cạnh không? Cơm nào nấy bạn thấy xứng đáng cơm, mấy con này còn không lợi mấy con nãy nữa. Rồi mình đi về tới hơi có dính về tiếp các bạn ơi. Trời ông cũng mưa lâm râm nha các bạn. Quê mình thì gì đó các bạn ơi, mà lỡ có mưa thì mình quay không được thì sáng mình đi cuốn về mình tổng kết nha các bạn, chứ chạy mưa lâm râm này các bạn ơi. Này mình về thăm khu vực bờ nhà mình nha các bạn. Nãy khu vực nãy thì được 10 cái mà chạy được 6 con nha các bạn, 5 con chuột cơm với con chuột cống. Còn về bờ nhà mình không xiết sao nha các bạn. Bờ nhà mình thì mình đặt tới 15 cái lận. Mà các bạn biết sao, bờ nhà mình bữa hổ mình mới đặt rồi đó bạn, bữa đó mình bắt cũng 6 ký mấy rồi, cho nên bữa nay mình hy vọng nó cũng sẽ có dính, chứ mình thì mình sợ nó sẽ dính không mạnh nha các bạn, tại do mình đặt rồi đặt lại nó nhát lắm, như nó dính cũng giảm mà. Đây cá dính các bạn, đặt với cái đường mương đây nha các bạn. Con này coi coi vậy chứ không bự bằng mấy chuột đắng các bạn ơi, không mà không bự bằng chỗ hồi nãy mình đặt đường lộ. Nãy cho đường lộ mình đặt chuột bự bự thôi. Con này cũng bự cũng vừa chứ không bự mà không nhỏ. Coi coi. Còn đây chuột này nó khủng luôn ạ. Con nào nãy chà ba. Giấy không. Rồi, giờ mình cũng ngưng nghe các bạn, mình đi về tới có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Dưới đây mình có cá nha các bạn. Dính các bạn này. Bạn thấy nó làm văng củ khoai mì ra ngoài luôn ha. Văng cục khoai mì ra ngoài luôn. Này dính cơm nha các bạn. Cơm này cũng chậm nữa các bạn. Mà không bằng chuột. Ở đằng kia các bạn ơi. Không bằng chuột chỗ. Đằng kia nó cũng bự mà nó không bằng. Hãy coi dính là vui nha các bạn. Này ba cái được 2 con, này về bờ nhà nha các bạn. Để 15 cái này coi nó dính được mấy con nha các bạn. Còn nãy 10 cái nãy dính được 6 con á. Mười cái nãy được 5 con cơm với con cống nhum, mà chuột xứng đáng không bạn ơi, chín ít mà chuột cặn cặn không nào, nó xứng đáng. Rồi mình cũng ngưng đây cái các bạn ơi, cái đây mình con cái nữa nha các bạn. Chuột dính các bạn ơi, cơm nha các bạn. Rồi cơm này, bờ này thì gôi gôi gì không nhé bạn. Con này mới vô có gì chưa ăn gì được nhé bạn. Có con vô sớm thì ăn banh chậm nước chân. Còn có con nó mới vô nó chưa ăn được gì. Đây. Ở đây thì cũng được, bờ nhà được 3 em rồi. Để coi bờ nhà mình được mấy con nhé bạn, cũng khá khá đó các bạn ơi. Cái mấy chuột này đó các bạn ơi. Với con cống nó gần 2 ký rồi đó. Thấy vậy đó. Cũng im rồi đó các bạn ơi. Ở quê mình gì là thấy cũng sống đủ nha các bạn, còn cử sáng nữa nha các bạn.
Còn kiểu sáng hy vọng nó dính bằng kiểu này thôi là mình trúng rồi đó nha các bạn. Tại mình bẫy có 25 cái bẫy thôi nha các bạn. Rồi, mình cũng ngưng đây cái các bạn ơi. Dưới đây mình có một cái nữa nha các bạn. Cái này không dính các bạn ơi. Trước này mình cũng có một cái nữa nha các bạn. Tại mình bẫy chuột này thì mình bẫy thích cái cho các bạn ơi. Đi hút luôn các bạn ơi. Như đây mà đây dính các bạn ơi. Chuột này bự. Chuột nó bự chứ không bằng mấy chuột nãy nha các bạn. Còn cái khu kia ngoài lậu cặp lậu chuột bự hơn. Mà vậy là cũng đã khá rồi nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Tại mình đi dướng cây các bạn. Dướng cây nó quơ cái đèn. Bẫy chuột này thì chu lùm chu bụi lắm các bạn ơi. Rồi con này nữa. Luồng này cũng được 4 chú rồi. Này luồng 7 gần nhà mình nha các bạn. Luồng 7 gần nhà này 15 cái coi dính được nhiêu nha các bạn. Chứ còn luồng 7 kia chục cái thì dính được 6 con đó. Rồi mình ngưng cái các bạn ơi. Dưới đây có 1 cái luôn nha các bạn. Nãy giờ cũng 2 cái à, 3 4 cái vậy các bạn, cũng dính được 2 con mà mình không có quay nha các bạn. Tại vì quay quá nó dài quá các bạn ơi. Dính một con nhỏ một con bự nha các bạn. Bên đây dính nữa các bạn ơi. Tại quay dài quá cái video nó rất là dài nha các bạn. Dưới sáng nay mình có đi thăm mình cũng không có quay cảnh đi dở nha các bạn, mình chỉ cuốn đem về rồi mình tổng kết nha các bạn. Chứ nếu mà sáng mà mình quay nữa thì nó dài về lắm các bạn ơi. Cái video nó dài quá các bạn xem cũng nhàm chán. Đây, con chuột này bự nha các bạn. Bờ này nãy giờ có con này bự nè, còn như mấy kia gôi không. Nãy có dính con chuột bé nữa các bạn. Con chuột gắn, chuột đó mình cũng bắt về nữa, mình có mấy cái bẫy gắn đó các bạn. Mình bỏ vô mình bẫy thử nha các bạn đó. Con nhỏ đó. Nãy dính thêm 2 con nữa. Mà mình không có quay, tại quay quá thì video nó dài. Rồi, giờ mình đi về tới hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Rồi, cái này cũng hết bẫy nha các bạn. Nãy có mấy cái dính mà mình không có quay, mình tính còn cái chỗ này nè các bạn, nó có dính thì mình quay đừng mình tổng kết buổi tối cho các bạn xem luôn. Nhưng mà cái cuối cùng này nó không dính nha các bạn. Còn nãy dính mấy cái mình sợ quay quá nó dài nên không có quay nha các bạn. Thì cái bờ này mười mấy cái nó dính cũng gần cả chục con nha các bạn. Nói chung vậy là cũng ngon lắm rồi các bạn ơi. Tại vì mình bẫy 25 cái mà giác tối này không chục cơm cỡ 2 kg rồi nha các bạn, chứ con cống này nữa là cỡ 2 kg mấy rồi đó các bạn ơi. Buổi tối không cỡ 2 kg mấy rồi. Là cứ sáng mình hy vọng nó sẽ còn dính nữa nha các bạn. Mà giờ này dính là sáng nó còn dính nữa các bạn ơi. Mình bẫy chuột kiếp mình cũng để mình biết giờ này mà dính vậy thì sáng không bao giờ dưới 1 kg rưỡi nữa đâu nha các bạn, mình bảo đảm. Nhiều khi nó dính hơn mức buổi tối không chừng nữa nha các bạn. Nhằm mấy con chuột nó nhát đó thì nó đi hơi phi phi, nhiều khi nó còn dính mạnh nữa nha các bạn. Này, chuột cũng đỡ đỡ thôi bạn ơi. Có một con một chuột nhỏ à. Chuột nhỏ đó nữa mình bắt đem về mình đó nhỏ tuốt gốc đó bạn. Nhỏ đó thì mình bắt đem về nữa mình bẫy gắn chơi thôi, còn nhiều là chuột bự không nha các bạn. Chuột con cành cành không à. Bẫy nó nặng ký lắm bạn ơi. Thì bẫy 25 cái thăm cửa đó cũng mười mấy con đó bạn ơi. Dính nửa sạc lợp bạn ơi, dính cỡ nửa sạc hơn nửa sạc chút chắc cỡ nửa sạc các bạn ơi. Sảy cũng hết luôn, con cống nhum, nãy sảy cống nhum uổng bạn ơi. Làm lật cái bẫy mình chạy cái phen lên nó ra luôn. Rồi, bây giờ mình cũng ngưng đây nha các bạn. Sáng mình sẽ đi cuốn bẫy chứ mình không có quay cái cảnh đi cuốn nha các bạn. Mình gom về tới nhà rồi mình tổng kết nha các bạn. Chứ nếu mình vừa đi thăm vừa đi cuốn vừa đi quay nữa nó mất thời gian nha các bạn. Cái video nó dài lắm. Rồi, các bạn cũng cho mình ngưng đây ha. Mình hẹn gặp các bạn vào buổi sáng. Mình cũng chúc tất cả các bạn buổi tối ngủ ngon luôn nha. Rồi, hẹn gặp các bạn vào sáng mai. Mình xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Sáng hôm nay thì mình cũng vừa cuốn bẫy về rồi nha các bạn. Do là cả như mình không có quay lại được cái cảnh đi cuốn bẫy, tại mình đi sớm các bạn. Về nãy giờ mình cho gà ăn xong rồi, giờ này cũng 6 giờ mấy rồi nha các bạn. Mình cuốn về xong rồi. Tại mình quay chuột mà nguyên cái clip mà mình quay sáng tối nữa thì tính ra nó quá trời dài á các bạn, cho nên mình không có quay được nha các bạn. Tối mình quay hà, còn sáng mình đi rút về tranh thủ nha các bạn, mình sẽ tổng kết các bạn xem. Bữa nay thành quả là chúng to luôn các bạn ơi, quá cỡ chặn này rồi. Cỡ này bẫy chuột thấy cô bộ kiếm sống ngon hơn bẫy bìm bịp luôn đó các bạn ơi. Tại bìm bịp mình bẫy riết nó nhát thôi các bạn, chứ nhiều đồng nghiệp mình làm quá. Còn bẫy chuột thì cũng có đồng nghiệp bẫy gì mà hơi ít hơn nha các bạn. Đây các bạn thấy thành quả buổi sáng không? Một đống chuột luôn nha các bạn. 25 cái mà còn 6 cái không dính nè các bạn. 6 cái này không dính nè. Còn nhiêu là chạy hết nha các bạn. Chạy 19 cái đó các bạn ơi. Buổi sáng thăm nha các bạn. Còn buổi tối nữa. Buổi tối mình thăm cũng mấy ký rồi đó các bạn ơi. Quá cỡ rồi. Đây. Bạn thấy nè. Con chuột con nào con ấy nè. Bạn thấy bự gì không nè. Chuột bự nhiều hơn chuột nhỏ nha các bạn. Cũng buổi sáng cũng có mấy con chuột gâu nhỏ các bạn. Chứ cũng không quá nhỏ nè. Con này hơi bé bé nè. Với con này hả bạn, còn nhiêu là chuột bự bự không nghe các bạn.
con nào con nấy hết biết rồi bạn ơi, quá khứ. Cơm con nào con nấy nè, bạn thấy lòng này là lòng của mình, lòng bự bự đó nghe bạn, để dành mình 7 cống nhum luôn đó bạn ơi, mình xài chủng này là bắt được cống nhum luôn đó, cống nhum cỡ 1 kg, 1 kg 2 là dính luôn nghe bạn. Đây các bạn thấy ở đây sáng dính được con cống nhum nữa nè bạn, buổi tối dính còn sáng còn, loại hai con cống nhum này không gần 2 kg nghe bạn, cần kilo à. Như mấy con bích lợp này là từ 800-900 gram này nghe bạn, hết biết rồi bạn ơi. Hai con cống nhum nè, cà bá hồi tối mình sảy hết con nghe bạn, hồi tối mình cắm cây mình chịu rồi vậy nè bạn, mà làm gặt cái bẫy mình đó bạn, gãy cái cây lật cái bẫy là nó đi luôn các bạn, cho nên sáng mình chỉ mình lấy dây cuộn dính lại các bạn ha, cho chắc ăn nha các bạn. Cống nhum nè bạn thấy, hết biết cống nhum ha, cuộn dây lại vậy nó có lật xuống cái phèn nó không chạy lên cũng không sao nha các bạn, cắn đứt dây lò xo mình luôn nè các bạn, trong lò xo chân này quá sướng các bạn ơi. Bạn thấy đóng chuột hết biết không? Này là 18 con chuột cơm, một con chuột cống là cử sáng nha các bạn, còn cử tối thì đây. Này là thành quả của cử tối nè. Cử tối cũng mười mấy con đó các bạn ơi, mà cử tối dính không bằng cử sáng các bạn ơi, cử sáng nó dính nhiều hơn nữa. Cử sáng nó dính gần lũ lợp á. Cử sáng còn có 6 cái đó là không chạy đó các bạn, 6 cái đó đó là không dính thôi, còn như là hoàn toàn dính hết nha các bạn. Mình mặc đặt màu này cũng quá nhạy nha các bạn. Thì bây giờ hiện giờ quê mình cũng không có làm gì hết bạn ơi, do mùa dịch bệnh Covid này các bạn nên không có đi đâu xa được. Thứ nhất, thứ hai trồng cây trái thì cũng không có mua bán gì được nha các bạn, rẻ quá các bạn ơi. Mình xịt thuốc rồi tính ra nữa lỗ nha các bạn, nên mình đi bẫy này để mưu sinh nha các bạn. Này bẫy chuột mưu sinh mùa Covid đó các bạn ơi, cũng tiếp tục là bẫy chuột. Chặn này là quá dữ nha các bạn, cống nè, nào mấy các bạn hết biết cống à. Cái con này là từ 800-900 gram không đó các bạn ơi. Cử này vậy là nói chung mình đặt 25 cái này là nó nằm tầm khoảng 6-7 kg chuột nữa đó các bạn ơi, chứ không bao giờ dính. Tại cử rồi mình đặt lần á nó dính thua đợt này nữa bạn, mà mình căng bữa đó mình đón cỡ 5 kg không ngờ mình căng nó ra 6 kg rưỡi đó các bạn. Tại mùa này chuột nó mập á, nó nặng. Tính ra cái này là từ 7 kg nè, bữa nay từ 7 kg hơn 7 kg đó các bạn ơi. Nó hai con cống nó không gần 2 kg rồi. Quá ngon. Thành quả là quá ok. Rồi giờ các bạn cũng cho mình kết thúc video đây ha. Nếu các bạn có xem kênh mình cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Mình cũng máy bay các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.